Vâng, em xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ lên sóng cho anh em một cái mẫu xe 8 chỗ ngồi, thương hiệu nổi tiếng của nhà xe Nhật Bản. Một chiếc xe Toyota Innova 2009 bản G xịn. Một chiếc xe mà không qua taxi hãng, một chiếc xe gia đình sử dụng chạy dù ở nhà. Tuấn Anh nói luôn nhá, một chiếc xe không qua taxi hãng, một chiếc xe gia đình chạy dù ở nhà. Một chiếc xe mà có thể nói là rất là ok, rất chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con. Vậy thì bà con có bác chị em nào quan tâm về mẫu xe này với tầm giá loanh quanh hơn 200 triệu thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng, bà con, của bạn chị em một lần trực tiếp chạy qua cửa hàng bên em, uống nước chè, hút thuốc nào, chờ ngắm xe cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và nói về chiếc xe này thì đây là một mẫu xe 8 chỗ ngồi đủ ghế, có 3 dàn điều hòa độc lập theo xe, có hệ thống gương kính chỉnh điện, hệ thống ABS, hệ thống túi khí đầy đủ vì nó là một chiếc xe bản G. Và đặc biệt đây là một chiếc xe không khoan đục, xe rất là đẹp cho anh em. Với cái tầm giá loanh quanh hơn 200 triệu thì đây em nghĩ là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để chúng ta có thể mua. Vâng, với cái tầm giá như vậy thì em nghĩ rằng khá là hợp lý để cho bà con của bác chị em mua chiếc xe này. Nói về sơn si bên ngoài thì nói thật với các bác là mua về thì em chỉ tỉa toát một tí sơn ở cản thôi. Còn đâu thì tất cả còn nguyên zin theo nhà máy sản xuất và có rửa đi, đánh bóng lại một chút thôi. Chứ còn đâu thì tất cả đều rất là ok. Nội thất thì nó còn nguyên bản. Tí anh em sẽ xem phần nội thất. Nội thất thì còn nguyên bản và em chỉ việc là rửa giấy qua là em cho lên sóng là được một chiếc xe y hình như thế này. Biển Hải Phòng 15A173335. Và anh em nhìn thấy cái cặp đèn pha của nó. Anh em nhìn thấy hai cặp đèn pha của nó. Hai cặp đèn pha này thì anh em thấy được nó có độ ố. Nhưng đây là một cặp đèn pha zin, em khẳng định với bạn là zin. Tại vì sao ạ? Vì nó bị ố như thế này, nhưng nó là ố và nó xuống màu đều do thời gian sử dụng. Do thời gian sử dụng. Con xe này thì nó thật là 2009, bây giờ nó là rơi vào tầm đâu đó khoảng tầm là 15 năm rồi. 15 năm mà mới chạy có hơn 20 vạn. Để chuẩn công tơ mét luôn, không phải tua lắm cái gì cả. Vì nhiều bác thì nghĩ rằng là ui dồi ôi, con xe chạy 20 vạn, hơn 20 vạn thì chắc là lát bét như cháo chó rồi. Nhưng nói thật với các bác này, với so ra một chiếc Innova chuyên về dịch vụ và một chiếc Innova 2009 mà chạy 20 vạn thì các bác phải biết rằng đó là một chiếc xe đẹp. Và chạy khá là ít chứ không phải là chạy nhiều. Hệ thống lốp của nó thì với con này lốp của nó còn tương đối 80%. Máy móc thì cực kỳ khô ráo, thì chúng ta sẽ cùng xem. Bên trong xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Tất cả thân vỏ của chiếc xe còn khá là đẹp và dày dặn cho anh em. Máy gầm tại chất, lốp dép đẹp cho anh em. Với một cái tầm giá mà nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 200 triệu như chiếc xe này. Thì bà con, các chị em nào đang có nhu cầu quan tâm thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Con này thì em để chuẩn cho anh em là 229 triệu đồng. 229 triệu đồng là quý khách hàng và quý bà con của bác chị em đã có thể sở hữu được một chiếc Innova G 2009, số sàn máy 2.0, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Đó là một cái mẫu xe quá yêu cho anh em rồi. Đó, quá yêu với cái giá cực kỳ ổn định, ổn áp luôn đấy. So với khác là chiếc xe thì nó mà nó khoan đục, nó qua dịch vụ thì em không nói, nhưng với chiếc xe này đó là một chiếc xe không khoan đục, không taxi dịch vụ thì với cái giá như vậy em thấy nó cũng khá hơi. Đăng kiểm thì tháng 8 tháng 4 năm 2024. 2009 thì nó lên form mới và nó được trang bị thêm là hai túi khí. Với bản 2008 đổ xuống thì cái form của nó thì nó chỉ trang bị một túi khí thôi ở bên tài thôi, nhưng với form 2009 thì nó trang bị hai túi khí. Cam kết cho anh em nội thất thì đây, 20 vạn với cái bộ nội thất này chạy khá là nhiều. Nhưng nội thất của nó là ghế da nguyên bản từ đầu, chưa có bọc lại. Và đặc biệt trần của nó là trần nỉ nguyên bản, bọc ni lông. Đó, củ số của nó khá đẹp, vô lăng ok. Hệ thống táp lô táp ly của nó thì còn khá là ổn định cho anh em. Keo chỉ thì còn rất là zin. Đó, các bạn thấy đây, keo chỉ còn khá là đẹp và zin. Cột kèo nguyên zin cho nhà máy, máy thì cực kỳ chất cho anh em. Đây anh em thấy đây, ghế trước, ghế sau và ghế sau nữa đều là một bộ ghế da nguyên bản từ đầu, chưa có bị thay thế cũng như là ấy. Tuy nhiên thì nó có độ lứt và độ giãn theo xe, theo thời gian thì cái đấy mình không thể tránh được. Đấy, với cái form dáng cực kỳ đẹp và nội thất của nó thì cực kỳ ổn định, thì quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. 229 triệu đồng bên em sẽ bao rút hồ sơ, hỗ trợ cho anh em vận chuyển từ Bắc vào Nam, tất cả các tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc bà con nhé. Anh em ở gần cũng có thể đến trực tiếp xem xe và lấy xe tại bãi thì em sẽ bớt cái tiền chi phí đi.
Đấy, còn đâu anh em ở xa thì có thể là vận chuyển thoải mái nhá. Đấy, kích kiếc này, đấy, đầy đủ hết đồ đạc tháo lốp rồi đây. Vẫn để gọn chỗ này bà con nhá. Đấy. Với cái tầm giá mà như thế này thì em nghĩ rằng đây là một cái mẫu xe mà thấy là các anh thấy là nó khá hợp lý để cho anh em và bà con các bác có thể mua chạy dịch vụ, chạy gia đình thì cũng khá là ổn định cho anh em. Với cái tầm giá như vậy thì các bạn có thể đến và xem xe, chạy thử thoải mái. Táp lô táp ly của nó còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, nội thất thì rất là ok cho anh em, đã cực kỳ căng mộng. Tất cả cái đường nét của nó còn khá là ổn định và ổn áp cho anh em. Với cái tầm giá như vậy thì đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý để cho anh em có thể mua. Tất cả của nó còn rất là đẹp cho anh em này. Hệ thống táp ly của nó cực kỳ ổn định. Đây, tem dập trên khung nhà máy sản xuất còn nguyên bản. 209G các con nhé, 209G. Cột kèo của nó còn nguyên zin hết này. Còn đây này, cột kèo còn nguyên zin. Trong xe thì đã được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi, cam hành trình, vô lăng đẹp. Và bản G thì nó có thêm phần túi khí cộng với sấy kính, cảm biến dừng đỗ đầy đủ hết theo xe. Đây là một cái mẫu xe gần 30 vạn chứ không phải 20 vạn. Thực ra cái vạn này em không quan trọng đâu. 209 bây giờ cứ cho là chạy dịch vụ thì mỗi năm chạy khoảng đâu đó khoảng tầm là 2-3 vạn thì nó quá bình thường. Cái quan trọng ở đây là người ta chạy, người ta có bảo dưỡng không. Với một chiếc xe gia đình, người ta bảo dưỡng mà còn đẹp như thế này, giữ gìn như thế này thì nó thật là 2-30 vạn hay là 50 vạn. Có những con xe chạy đến 5-60 vạn chưa phải là máy. Chưa phải là máy với dòng máy của Toyota. Chạy 5-60 vạn chưa phải là máy bà con nhé. Chưa phải làm máy, nên là anh em cứ yên tâm một điều là chạy nhiều hay chạy ít thì cái độ hao mòn, tất nhiên với những cái chiếc xe chạy nhiều thì cái độ hao mòn của nó thì nó có thể hơn so với những cái chiếc xe khác, nhưng với những cái xe mà được bảo dưỡng định kỳ, thay thế thường xuyên thì đây là một chiếc xe hợp lý. Đây, có cả màn hình nhá, cam lùi và có cả cam hành trình trên gương. Cam lùi thì đây, nét căng luôn bà con nhá. Hệ thống gạt mưa của nó thì vẫn hoạt động bình thường. Hệ thống gạt mưa sau của nó cũng khá ổn định, có cả rán thẻ VATC rồi. Hệ thống gương điện đầy đủ hết theo xe, đầy đủ hết này. Bà con nhé, đầy đủ hết này. Với cái tầm giá như vậy thì đây là một cái mẫu xe khá hợp lý cho anh em. Tất cả từ hệ thống đèn cho đến tất cả khóa khiển của chiếc xe, nó còn là khóa nguyên zin theo nhà máy sản xuất, đúng không ạ? Khóa nguyên zin theo nhà máy sản xuất bà con nhé. Tất cả từ những cái phần hệ thống điều hòa của nó này, số má của nó, chữ của nó, sơn của nó còn rất là đẹp cho anh em. Rất là ok cho anh em. Với cái tầm giá như vậy thì em nghĩ rằng đây là một cái mẫu xe cực kỳ hợp lý để cho bà con của bác chị em có thể mua chiếc xe này. Bây giờ Tuấn Anh sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy của chiếc xe nó như thế nào, có chất lượng như Tuấn Anh tả không, hay là còn sử dụng được hay không. Với cái tầm giá như nào. Hệ thống đèn của nó thì anh em thấy đây, đèn của nó thì vẫn sáng bóng đều. Vâng, sáng bóng đều của bà con nhé, sáng bóng đều luôn ạ. Đây là phần khoang máy. Đây, tất cả hệ thống đầu răng của nó thì anh em có thể nhìn thấy đây. Tất cả các lỗ tròn kỹ thuật của nó còn nguyên zin. Và máy của nó thì nó chỉ có bẩn thôi chứ còn không có bị dấu vết gì đâu. Thì cô giáo luôn, máy gần như là rất là đẹp cho anh em. Tất cả các chức năng máy cũng khá sạch và đẹp. Gần như là những con ốc chưa có lỗ bặn. Gần như những ốc chưa có lỗ bặn. Xe cực kỳ ok cho anh em với tầm giá loanh quanh đâu đó khoảng hơn 2 đồng. Hơn 200 triệu là bà con của ba chị em đã sở hữu được một chiếc xe như thế này. Vâng, bà con các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386. Đây là cụm chia ABS cho bà con này, chia ABS nhé. Tất cả hệ thống tem cứng dập trên khung nhà máy đều rất là ổn định. Và bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về cái mẫu xe Innova này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em. Chạy gần 30 vạn rồi nhưng chiếc xe nó còn được như thế này thì em thấy là nó khá hợp lý luôn. 30 vạn một máy của nó chưa có ngập xịt dầu, rất là bẩn. Tất cả hệ thống đầu răng đầu rước của nó là không có đâm va đâm sô tai nạn gì đó, không có đâm va đâm sô tai nạn gì rất là đẹp để bà con. Cabo của nó cũng khá đẹp, rất ổn định luôn. Vâng, quý khách hàng, quý bà con, quý cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe Toyota Innova 2009 số sàn bản G, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không quan đục, không taxi, không dịch vụ, mua về chạy gia đình hay chạy dịch vụ, khởi nghiệp thì khá là ok. Với tầm giá hơn 2 đồng, hơn 200 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe này. Vâng, cuối cùng thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, của bác, anh chị em đã luôn luôn quan tâm, ủng hộ cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Rất hy vọng được đón tiếp quý khị, anh chị khách hàng đang có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.